hiểm trên rạp xiếc, và cũng có thể chúng ta đã từng bắt gặp những hình ảnh khủng khiếp ở đâu đó trong cuộc sống. Tôi đang nói tới sự đột biến gen của một số người đã làm cho họ trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Vâng, ngày hôm nay tôi mời bạn đến với video 5 người với sự đột biến gen chấn động thế giới. Số 5, Michael Lotito. Michael Lotito không phải là người ngoài hành tinh. Ông cũng giống như bao người đàn ông khác, tuy nhiên chỉ trừ việc ông có thể ăn các vật bằng kim loại, thủy tinh, nhựa, cao su và các vật liệu khác có thể gây chết người. Đặc biệt, ông đã từng ăn một chiếc máy bay Cessna 150. Cũng chính nhờ sự kiện này mà ông được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Michael Lotito bắt đầu ăn những vật chất không bình thường khi còn là một thiếu niên khoảng 16 tuổi và thực hiện công khai từ năm 1966. Bữa ăn xa xỉ nhất của ngài là chén hết một chiếc máy bay Cessna 150. Với chiếc máy bay này khiến ông phải mất 2 năm để ăn hết, kéo dài từ năm 1978 đến năm 1980. Lotito tuyên bố ông không hề bị tác động xấu từ việc ăn các vật liệu, ngay cả khi ông ăn những vật liệu được xem là có chứa hóa chất độc hại. Hàng ngày, ông tiêu thụ khoảng 1kg các vật liệu, gồm các vật chủ yếu như xe đạp, TV, v.v. Theo ước tính trong khoảng thời gian từ năm 1959 đến năm 1997, Lotito ăn khoảng 9 tấn kim loại chỉ với một ít dầu, nước uống và tiêu hóa một cách bình thường. Số 4. Xavier Bottet. Những người hâm mộ những bộ phim kinh dị có thể đã quen thuộc với chủ đề về biến đổi gen và cũng đã xem qua bộ phim Mama của đạo diễn Xavier Bottet. Anh cũng là diễn viên chính trong bộ phim kinh dị này và một số bộ phim anh tham gia như Conjuring 2. Hiện tại, anh đang tham gia đóng vai chính trong phim Stephen King It. Nhưng điều làm cho tài năng điện ảnh trẻ tuổi này trở nên hấp dẫn đối với các nhà làm phim và thu hút phần đông khán giả. Nguyên nhân chính là anh bị mắc một căn bệnh được gọi là hội chứng Marfan. Một số cơ trong cơ thể của Bottet dày hơn so với người bình thường, mang lại cho anh ta ngón tay cực kỳ dài và khỏe mạnh cùng với một thân hình cao lèo khèo và mỏng manh. Anh đứng cao 2m và nặng 56kg. Trước màn hình bạn đang xem là cảnh một đoạn phim thử nghiệm cho bộ phim Mama tiết lộ sự linh hoạt tuyệt vời của anh ấy. Số 3. Bộ lông mi kinh khủng của Taylor. Elizabeth Taylor là một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất của thế kỷ 20, được biết đến với đôi mắt tím quyến rũ tuyệt đẹp của cô. Nhưng nữ diễn viên này đã có một vũ khí bí mật. Vẻ đẹp của cô là một phần do đột biến di truyền hiếm khi xảy ra. Đột biến này được gọi là dysgeusia, trong đó lông mi phát triển bất thường ở những nơi kỳ lạ trên mí mắt. Tuy nhiên, trong trường hợp của cô, sự đột biến tạo nên một đôi lông mi đẹp gần như đối xứng vô cùng hấp dẫn đối với người hâm mộ của cô. Số 2. Gã khổng lồ người Pháp. Các đô vật chuyên nghiệp thường khoe khoang rằng thân hình ấn tượng của họ có được không chỉ là tập luyện mà còn liên quan đến chế độ ăn uống và điều hòa cuộc sống tốt. Nhưng trong trường hợp của tay đô vật huyền thoại Andre the Giant thì khác. Ông được chẩn đoán là bị chứng bệnh rối loạn tăng trưởng hay bệnh khổng lồ. Sự phát triển của ông cao hơn cả chiều cao và cân nặng trung bình. Ông thường được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tình trạng này đã khiến tuổi trẻ của anh gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau đó, anh ta đã có một sự nghiệp vui vẻ như là đấu vật, diễn xuất, v.v. Một câu chuyện đáng chú ý về sức mạnh của gã khổng lồ người Pháp này liên quan đến bốn người đàn ông say rượu đánh nhau với Andre trong một quán rượu ở nước Anh. Người đàn ông khổng lồ vạm vỡ này đã trở nên điên cuồng. Anh quyết định đuổi theo gây gỗ với nhóm người này ra đường phố và quăng xe của họ lên vỉa hè. Một vài phút sau, cảnh sát đến, những người đàn ông chỉ có thể nói lắp bắp rằng một tên khổng lồ giận dữ đã vô hiệu hóa ô tô của tôi. Số 1. Người voi. Joseph Merritt là một bệnh nhân bị biến dạng nghiêm trọng. Anh ta bị biến đổi gen. Người đàn ông đã được biết đến với cái tên người voi. Vẻ ngoài dị thường và số phận bất hạnh của Merritt đã gây được sự chú ý lớn của giới thượng lưu Anh và sau này trở thành đề tài của nhiều tác phẩm nghệ thuật. Sinh ra trong một gia đình với hoàn cảnh khó khăn gần London, Merritt trông kỳ quái nhưng mềm mại. Vì vậy, anh ta được mời tham gia trình diễn ở các hội chợ để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau đó, người đàn ông voi nhận được một sự trợ giúp là được cư trú lâu dài tại bệnh viện London, nơi nhiều người có thiện chí giữ anh ta ở lại công ty cho đến khi ông qua đời vào năm 1890. Tình trạng của Merritt vẫn là một đề tài gây tranh cãi giữa các bác sĩ trong nhiều năm. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục cái cuộc hành trình đi kiếm ông ruồi của mình. Sáng hôm nay mới được ba tổ nhỏ các bạn. Đây, kiếm cả buổi. Hôm nay mình đi đào ong đất mà gặp được ba cái tổ ông ruồi. Tổ này
chắc một tổ cũng được 3 lạng. Tất nhiên là người Ấn Độ này. Cái này là mình làm kiểu này nó không bị bể các bạn. Tại vì mình đi là mình không có cầm đồ. Mà mình cầm đồ là nó không có ruồi, không có ong á. Mình đi không không như vậy là mình mới thấy được cái tổ. Đó, rất là chuyên nghiệp luôn các bạn. Ok, xin chào mọi người nha. Bây giờ mình quay lại clip y như hôm qua. Mình quay xong là về nhà mình thư lại cái máy mình, xong mình dọn dẹp sạch xọa hết sạch rồi. Bây giờ mình quay lại cái này thì chiều mình đăng cái này không xọa nữa. Bên này gặp người da đen đằng cột cái gì đó. Cột ông rồi á. Thêm ông đã là lợi. Chứ là lợi này màu rực cái tụ. Ông là crow là ông. Có đây là mặt đấy. Crow là ăn đẹp, lòng crow. Nè rực cầm tàn là ảo và đẹp của nó. Ông quẹt nè.